qua là lúc đó cùng loại thì tháng 7 đã được vòng tại Nhật Bản, sau đó thì đã lọt vào vòng bán kết Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh chúng ta thi đấu có 5 trận bất tài, chúng ta thắng 4-1, chúng ta giành cái vô địch. Anh đánh giá cao sự khó khăn của team mà chúng ta của giải đấu năm nay với chức vô địch đấy. Theo tôi đánh giá năm nay thì trận đấu của các đội vào vòng kiểu rất có tình yêu, rất đồng tương đương nhau để mà giành vô địch thì các nghề thì các cầu thủ rất cực lắm để giành vô địch thì hồi xưa thì tôi thi đấu cùng nhau thì hai người cũng đã có hiểu nhau rồi, như khi sáng thì cũng gặp huấn luyện thì cũng có khác hơn, nhưng mà dù sao thì chúng là người đồng hành nhau từ nhỏ lên, trong cái cách huấn luyện của họ hiểu nhau hơn, làm việc nó cũng tốt hơn.